nhiều niềm vui với những tiết mục mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn để có thể là phục vụ tất cả các cán bộ, công nhân viên cũng như là ban lãnh đạo của Sơn Hà Sài Gòn. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị lãnh đạo. Mời các vị, chúng ta sẽ cùng quay trở về bên dưới để cùng tiếp tục đón theo dõi những tiết mục hấp dẫn ngày hôm nay. Xin mời, và Hoàng Dung sẽ quay trở lại sau ít phút nữa thôi để cùng mang đến những tiết mục bất ngờ cho tất cả quý vị. Và bây giờ hãy cùng đến với những món khai vị đầu tiên.